Kính thưa quý thầy cô, để có thể trình chiếu một cái file Word như là một file PowerPoint thì đầu tiên quý thầy cô tải về cái phần mềm GoShow 2.0. Khi đó thầy cô mở cái file này lên. Nó như thế này. Có như là một cái file Word bình thường nhưng nó có thêm cái menu GoShow. Rồi bây giờ em sẽ mở cái file. Ví dụ đây là cái file bài tập của mình. Chép thử một đoạn ha. Em sẽ dán vào cái file workshop. Sau đó thầy cô bấm Ctrl A chọn hết tất cả. Thầy cô chọn menu workshop. Thầy cô chọn setup lý thuyết. Lúc đó chữ của chúng ta nó sẽ mất đi, thì cô nhấn vào OK. Sau đó thì cô chọn sắp thứ tự BM, thì cô chọn OK. Rồi bây giờ chúng ta có thể trình chiếu cái file Word của chúng ta, thì cô nhấn vào Show Next. Mỗi lần chúng ta nhấn thì nó hiện lên giống như là bên cái bài giảng PowerPoint, thì cô có thể cho lớn lên. Đó. Tương tự như vậy thì đến hết bài. Tuy nhiên thì cái phiên bản này nó phù hợp cho Office từ 2010 trở lên.